Xin chào tất cả anh chị, và bây giờ thì Huy cho anh chị xem một cái máy siêu lọc nước, một cái máy lọc nước cao cấp của Mỹ. Và đây là cái máy siêu lọc nước cao cấp của Mỹ, nó có tên là máy lọc nước Aeropia. Và như anh chị đã biết á, là hiện tại người dân Việt Nam của mình sử dụng nước máy rất là nhiều. Và khi mà chúng ta dùng nước máy á, là hiện tại mà nước máy mà bị ô nhiễm là chuyện rất là bình thường. Cho nên đó là lý do mà người ta lại dùng cái nước clo để mà khử cái nước đó. Và khi mà chúng ta dùng nước clo để khử cái nước đó mà chúng ta uống cái nước đó vào á, thì nó sẽ có một cái mùi hắc, nó rất là khó chịu. Và ngược lại là chúng ta dùng cái nước đó để uống vào cái cơ thể của mình thì nó sẽ rất là hại cho cái cơ thể của mình luôn. Cho nên mọi người mới dùng một cái biện pháp á, đó là đun sôi cái nước đó lên. Và khi mà đun sôi cái nước đó lên á, là ở cái nhiệt độ càng cao thì cái nước clo đó nó có rất là nhiều cái vi khuẩn, nó có rất là nhiều tạp chất, nó có rất là nhiều cái kim loại nặng đó, là nó sẽ sinh ra những cái chất khác, những cái chất có hại khác á. Thì lúc đó là chúng ta uống cái nước đó vào thì nó sẽ càng hại hơn cho cái sức khỏe của mình. Cho nên cái biện pháp tiếp theo á, mà mọi người hay sử dụng đó là mua nước bình về uống. Và anh chị biết điều gì xảy ra không? Hiện tại là có rất là nhiều cái kênh truyền hình, có rất là nhiều báo chí, có rất là nhiều cái trang mạng xã hội á, đã chia sẻ những cái thông tin là nước bình nó không được đảm bảo. Bởi vì có nhiều đơn vị á, là họ lấy nước máy, xong họ đưa trực tiếp vào trong cái bình, sau đó là họ đóng lại họ bán đi. Mà khi mà anh chị mà mua cái nước đó về uống á, thì sau đó là nó sẽ rất là hại cho cái cơ thể của mình. Và cũng có nhiều đơn vị á, là họ cũng lọc luôn, sau đó là họ đưa vào bình, nhưng cái lọc đó nó không được tinh khiết, nó không được đảm bảo, hoặc là thậm chí là đôi lúc nó thua cả nước nấu luôn. Cho nên đó cũng là lý do mà cái máy lọc nước Aeropia này khi mà nó về Việt Nam từ 2017 á, là được bán rất là chạy luôn. Bởi vì khi mà được nhập về Việt Nam á, là những cái căn hộ cao cấp, những cái khu chung cư cao cấp, những cái biệt thự, những cái villa á, là họ rất là tin để dùng. Cho nên đó là lý do mà cái máy này được bán rất là chạy, bởi vì nó được lọc sạch 99,99%. Và khi đó là Huy hay là rất là nhiều người đã làm một cái thí nghiệm á, là chúng ta dùng nước máy, xong là chúng ta để cái nước máy vào trong cái ly á, sau đó chúng ta dùng cái quy tím hay là chúng ta dùng chất khử á, là nước ở trong cái ly này nó sẽ tạo ra một cái màu hồng. Bởi vì bên trong nó có rất là nhiều kim loại và nó có rất là nhiều cái vi khuẩn, cho nên nó tạo ra cái màu hồng đó. Và sau đó là chúng ta dùng cái nước đó uống á, thì nó sẽ rất là hại cho cái cơ thể của mình. Nhưng cũng cùng cái nước đó, khi mà chúng ta đưa vào trong máy lọc nước Aeropia này, chúng ta lọc ra, sau đó chúng ta bỏ vào một cái ly, sau đó chúng ta dùng cái quy tím, chúng ta dùng chất khử á, thì sau đó là nước nó không hề tạo ra một cái phản ứng gì. Có nghĩa là nước nó được lọc sạch 99,99%, thì sau đó là nó mới không có phản ứng gì. Ok anh chị ạ. Và anh chị đã biết không, cái máy lọc nước này này nó có được nén và carbon vào, có là máy lọc nước này nó có nén được carbon. Sau đó là cái carbon này nó sẽ làm sạch cái nước của mình, và ngoài ra nó có cái tia cực tím để làm cho nước của mình nó lại gọi là siêu sạch luôn. Cho nên đó là lý do mà máy lọc nước này nó sạch 99,99%. Ok anh chị ạ. Và anh chị biết không, máy lọc nước Aeropia này á, là nước được nhập khẩu 100% từ Mỹ và được bán trên các nước tiên tiến như là Mỹ, Singapore, Úc, New Zealand, Canada, Nhật Bản, và trong đó có cả Việt Nam. Và anh chị biết là những cái nước mà phát triển, những cái nước mà tiên tiến như vậy á, mà người ta còn dùng cái máy lọc nước này. Cho nên đó là lý do mà người Việt Nam mình càng nên phải dùng cái máy lọc nước này. Và để mà chúng ta mua được cái máy lọc nước này á, thì chúng ta chỉ cần để là tên và số điện thoại dưới cái đoạn video clip này, thì Huy cùng các bạn trợ lý của Huy sẽ liên hệ cho anh chị và các bạn. Và có một cái điều nữa là rất là nhiều người hỏi Huy á, là cái máy lọc nước này nó có tiện dụng không? Nó có đơn giản không? Nó có dễ lắp ráp không? Thì Huy đã quay một cái video hướng dẫn cái cách mà sử dụng, cái cách mà lắp ráp cái máy này. Nó cực kỳ đơn giản luôn, chưa đến 3 phút là chúng ta đã lắp xong rồi. Ok chưa? Và chúng ta rất là tiện để chúng ta di chuyển, chúng ta đưa đi những cái nơi mà chúng ta muốn. Ok anh chị ạ. Và có một cái nữa rất là tiện, đó là ví dụ như chúng ta nước máy á, thì chúng ta cần phải đun sôi hay là gì đó. Nhưng nước này thì chúng ta chỉ cần là gắn vào trong cái vòi nước ở nhà mình á, sau đó chúng ta bật cái chế độ lọc á, sau đó chúng ta chỉ cần xả cái nước ra. Chúng ta lọc ở cái này rồi thì sau đó là chúng ta đưa cả ly vào là chúng ta uống được luôn, mà chúng ta không cần phải đun hay là nấu nữa, mà nó là rất là sạch luôn anh chị ạ. Và ngoài ra là Huy đã làm một cái thí nghiệm, hay là rất là nhiều người đã làm một cái thí nghiệm á, là chúng ta dùng cái nước có tạp chất hay là cái nước mà gọi là nước cà phê á, chúng ta đưa vào cái máy này, sau đó là chúng ta chỉ cần là bật cái chế độ lọc, sau đó chúng ta vặn cái nước ra, sau đó chúng ta đưa ly vào là chúng ta uống được ngay luôn, mà chúng ta không cần phải lọc thông qua một cái gì nữa. Thì có nghĩa là nước nó siêu sạch và cực kỳ nhanh luôn. Ơ nhỉ, nó rất là tiện dụng, cho nên đó là lý do mà chúng ta nên dùng cái máy lọc nước này. Ok chưa? Và để mà chúng ta sở hữu cái máy lọc nước này thì chúng ta cần để tên và số điện thoại dưới cái đoạn video clip này, thì Huy cùng các bạn trợ lý của Huy sẽ liên hệ tư vấn cho anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.